Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lái xe an toàn ở Nhật nha. Thì đây chỉ là một đoạn đường ngắn thôi, cho nên là mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản thì để các bạn có thể lái xe an toàn. Nói chung ở Nhật thì con đường nó cũng tiện, có cái là mình lái xe thì phải cẩn thận xíu. Sau khi vô số kiểm tra này nọ hết rồi thì mình bắt đầu ấy thôi, xuất phát. Thì khi các bạn chạy thẳng thì các bạn được ưu tiên, còn khi các bạn rẽ phải thì các bạn phải đợi người đi thẳng. Giống như chiếc xe màu đỏ ở trước thì họ phải chờ cái người đi thẳng, đi ngược chiều lại với mình là đi hết rồi người ta mới có thể đi quẹo phải được. Cho nên thành ra là an toàn, về cái độ an toàn nó sẽ cao hơn. Ở Việt Nam mình thì ví dụ như ai tới trước thì đá đèn bắt đầu chạy qua thôi, nhưng mà ở đây văn hóa Nhật thì luật giao thông nó quy định là cái người đi thẳng là được ưu tiên. Với lại cái người rẽ trái thì bạn ví dụ tới đó thì bạn rẽ trái thì bạn rẽ trái thôi, nhưng nếu rẽ phải thì các bạn ra lên giữa. Nếu mà có hai làn xe hoặc ba làn xe thì mình phải ra cái làn cuối cùng để mình rẽ. Còn nếu như mà có một làn xe giống như ở phía trước á thì cái người đó chỉ cần hướng chạy về phía trước xíu rồi chờ. Khi mà mình chạy thì mình phải đạp thắng, không được ấy, tức là khi dừng lại rồi mình phải đạp thắng chứ mình không có buông chân thắng ra. Nhiều khi công an nó thấy thì nó sẽ phạt mình cái lỗi là không đạp thắng.
cái xe đối diện của mình á, họ đang bật xi nhan, thì một xíu nữa thì họ sẽ chờ mình đi thẳng xong rồi họ mới mới được qua, hoặc là phía sau lưng mình nếu còn xe nữa thì đợi hết những xe sau mới được chạy qua. Đây chỉ là những cái đường nhỏ, đường trong giống như là một trong cái thành phố nhỏ thôi. Còn thường khi các bạn chạy trên cao tốc hoặc là trên mấy cái đường quốc lộ á, thì nó cũng sẽ có những cái camera. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có hạn chế về tốc độ. Thường mấy đường trong này á, thì nó chỉ cho mình chạy tầm 40 đến 50 tùy đường thôi. Như ở phía trước các bạn đó là biển đó là nó có là cấm dừng đó. Và biển báo dành cho người đi bộ cũng như là biển báo hạn chế tốc độ tối đa là 40 đó. Ở Nhật này nữa thì khi mà xảy ra sự cố thì nó rất là rắc rối, thành ra là các bạn chú ý là chạy chậm thôi và chạy đúng luật giao thông.